Cô đi về cho tôi. Anh tới đây có chuyện gì? Cô đi về cho tôi. Đi. Anh buông tôi ra. Cô đi về. Anh làm cái gì cô vậy? Đi về. Dì Mười. Anh buông tôi ra. Đi theo tôi. Anh Bảo Tuấn. Tôi không cho cô đi làm nữa. Tôi phải đi làm. Anh làm cái gì kỳ vậy? Cô không muốn về nhà. Cô bỏ tôi. Cô đi theo thằng Tây đúng không? Cô ngồi xuống đây đi. Trời ơi, thiệt tình á, tôi đâu có ngờ mà cậu đó hung dữ vậy á. Cô, rồi cô có sao không? Hả? Tôi coi. Ý, trời ơi, chết rồi cô ơi. Nó trầy một đường ở đây nè. Thôi cô ngồi ở đây nghe. Tôi vô tôi lấy dầu tôi sức cho cô. Thiệt tình á. Cô, đưa đây tôi sức cho. Tuy rằng là nó hơi rát một xíu, nhưng mà sức vô á, nó đỡ bầm, nó đỡ trầy cô. Nghe. Cô khổ quá dì ơi. Không phải tôi nhiều chuyện đâu, nhưng mà có một cái sao kỳ vậy. Tự nhiên cái sáng sớm cậu tới đây, cậu gây sự với cô, rồi còn đánh cô nữa. Cô cũng không biết nữa. Tự nhiên anh tới mắng chửi rồi đánh cô luôn. Bởi người ta nói có chồng khổ lắm á. Ở không như tôi vậy nè, không có chồng khỏe re. Cô biết không, hồi đó nghe, tôi còn trẻ nghe, chồng tôi hả, chỉ cần xỉa vô mặt tôi như vậy một cái nè, tôi đạp một cái là bật ngửa, cô tin không? Bởi vậy giờ đó ở giá luôn, khỏe. Cô, âu cũng là số phận hết à. Cô đừng có buồn nữa nha. Cô mà buồn á, cô quay đây nè, nhìn tôi nè. Cô mà buồn cô khóc hoài á là cô xấu lắm á. Phụ nữ mình á là phải đẹp, hiểu không? Khóc hoài là nó xấu nè. Bởi vậy tôi đâu có khóc đâu, bởi vậy mặt tôi nó đẹp, thấy không? Thôi mà, nghe lời tôi đi, đừng có khóc nữa. Cô mà khóc, tôi khóc theo cô á. Dì Mười. Bởi vậy phụ nữ mình khổ lắm. Có chồng cũng khổ, mà không chồng cũng khổ. Cái đường nào cũng khổ hết đó. Thôi đừng có khóc nữa nghe cô. Đừng có khóc nữa nghe cô. Anh uống gì gọi đi. Mày muốn ăn uống gì thì tự kêu đi, tao không có ăn. Dạ cho hỏi anh chị dùng gì à? Em cho chị 2 ly cà phê đá nha. Dạ. Cảm ơn em. Em hỏi anh hai nè, mấy cái hình đó có gì ghê gớm đâu, mà anh làm gì anh xong tới nhà người ta anh làm dữ vậy hả? Anh đó nha, anh đúng là gia trưởng vũ phu á. Mày im đi. Mày biết cái gì mà nói hả? Con vợ tao nó cắm sừng lên đầu tao nè. Mày không có thương tao, mày còn binh nó chầm chầm là sao vậy hả? Hả? Anh hai muốn em binh anh đó hả? Chứ em hỏi anh nè, anh ăn nằm với con nhỏ làm ở công ty của anh đó, chị hai tới chứng kiến thấy tận mắt á, rồi chị hai có nói với anh không? Chị hai có la lối với anh không? Trong khi chị hai đi chơi với con của ông chủ, chỉ có vậy thôi à, mà anh đã xông tới ghen tu anh đánh chị rồi. Anh biểu em binh anh hả? Em binh anh sao? Mày không hiểu hả? Tao là đàn ông, tao là chồng. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Nó là đàn bà, nó là vợ, nó có chồng rồi mà ăn mặc hở hang đi chơi với thằng Tây là sao vậy hả? Mặt mày còn tươi rói nữa, mày thấy tao có bị sỉ nhục không hả? Anh hai, riết rồi em không thể nói chuyện với anh hai được luôn á. Anh hai nghe em đi. Anh á mà cứ cư xử chị Hằng cái kiểu chồng chúa vợ tôi như thế này á, chắc chắn là chị Hằng chị sẽ bỏ anh thật luôn á. Bỏ tao hả? Ừ. Để coi,
nó bỏ tao hay là tao bỏ nó. Anh hai, anh đi đâu vậy anh hai? Người ta đem nước tới rồi nè. Mày kêu mày tự uống đi. Anh hai. Dạ, em biết rồi. Mà mấy giờ khách tới vậy chị? Ê. À. Dạ. Ông Tuấn đi đâu á mà sáng giờ không có thấy mặt mũi đâu hết á. Ông đi đánh ghen với vợ rồi. Không có thời gian đâu gặp bà. Cái gì? Mà ghen với ai? Với vợ ổng. Đây nè, nhìn cái là hiểu liền nè. Đây. Đó. 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 Nè. Tình cảm ghê chưa? Ghê chưa? Ông Tuấn ghen vợ ổng vì mấy tấm hình này á hả? Trời, nghĩ sao mà không ghen. Tình cảm quá trời quá đất luôn nè. Y chang một gia đình luôn. Ê, mà nhìn kỹ nha, vợ ông Tuấn dễ thương nè. Đẹp chứ bộ. Đẹp hơn bà luôn đó. Sao? Ông nghĩ sao á mà ông đi so sánh tôi với lại cái bà nhà quê đó. Công mà đợi đi so sánh với lại gà mái. Đã vậy còn khen nữa chứ. Ủa? Ai công? Ai gà mái? À, công nè. Gà mái phải không? Đó, tướng gà mái đi nè. Đó. Nè, quá đáng nha. Bực bội quá. Mà tôi đang thắc mắc á, là tại sao ông lại có những tấm hình đó vậy? Làm cái gì mà chả có chủ đích? Ờ, có ai thuê ông hả? Chẳng những thuê, mà còn thuê với giá rất cao nữa kìa. Tôi mà, đâu phải tầm thường. Ừ. Hiểu chưa? Ê, mà kêu ông Tuấn vô bàn công chuyện đi. Ừ. Ừ. Tiền vô. Anh bị sao vậy? Không có sao hết. Bỏ đi. Anh ký giùm em mấy cái giấy tờ này nha. Giấy tờ gì ký hoài vậy? Ngày nào cũng ký cả sấp cả sấp. Anh nè, người ta trả tiền cho anh chỉ để ký thôi mà. Anh đang buồn chuyện vợ anh ngoại tình đúng không? Đàn ông chi chí, mắc gì phải buồn chuyện vợ mình ngoại tình? Em nhìn cái mặt của anh coi, có giống như anh đang buồn vì con vợ dớ dẫn của anh đi theo trai Tây không? Hả? Tất nhiên là không rồi. Vậy cho nên là em mới mê anh chứ. Mà em nói anh nghe nè, cách để chữa trị vết thương bị người khác bỏ rơi mình nhanh nhất á, đó là yêu ngay một người khác.
Đúng rồi, đã có Hà ở đây thì anh cần gì Hằng nữa. Lần sau mình lại ghé tới đây ăn nữa nha. Đồ ăn ở đây cũng ngon. Ơ, anh Tuấn. Em là Mỹ Hạnh nè. Mỹ Hạnh bạn anh Cường, lần trước có gặp anh với chị Hà đó. Anh quên em rồi hả? À, anh nhớ rồi, Mỹ Hạnh đúng không? Dạ. À, hôm nay em đi ăn có một mình thôi hả? À, dạ. Em bị mất điện thoại cho nên là mất luôn cả số của anh. Anh cho em xin lại số điện thoại của anh nha. À. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh. Con đó là con nào? Sao tự nhiên xin số điện thoại của anh vậy? Sao anh biết? Thì nó nói là bạn gái của thằng Cường gì đó. Anh đâu có biết đâu. Sao anh dễ tin người quá vậy? Anh thiệt làm tôi ngại quá chừng luôn. Nhưng bây giờ tôi phải xin phép anh để về. Trễ giờ rồi. Chị, chỗ đau của chị đã bớt chưa? Dạ cũng bớt rồi anh. Để tôi xích thuốc thêm một lần nữa nha. Dạ thôi không cần đâu, cũng đỡ nhiều rồi. Cần mà, nghe tôi đi. Đấy. Cảm ơn anh nhiều nha. Ừ. Thôi. Ờ, nghe máy thêm một lần nữa chắc là hết rồi. Thôi. Chị, để tôi đưa chị về nhà. Dạ thôi, tôi tự về cũng được, không sao đâu. Trễ giờ, đi một mình nguy hiểm. Chị hả? Cô Hằng, cô Hứa ngủ lại với con rồi mà. Cô ngủ lại với con. Cô. Má mà không gặp ông Bảy để nói cái chuyện đó thì làm sao ông Quang đi biết được. Nhưng mà má nè, đám cưới của người ta đã lên ngày lên giờ hết rồi. Bây giờ đụng cái mà quỷ như vậy á, tội nghiệp cho người ta lắm má. Ừ, cũng tội nghiệp cho người ta thiệt. Nhưng mà nếu cưới con nhỏ đó đó thì tội nghiệp cho con với người Quang. Quang nó thương con thiệt tình mà. Thôi, má đi nghỉ đi. Hơi đâu mà ngồi suy nghĩ chi cho mệt. Kệ cha con ổng, muốn làm gì thì làm. Con. Dạ. Má hỏi cái này nè. Cái chuyện anh hai con với ngân hàng sao rồi con? Con thấy á, anh hai con càng ngày càng tệ á má. Cứ cái đà này, chắc chắn là chị Hằng chị sẽ bỏ anh hai luôn á. À con, anh hai con nói ngân hàng á, bỏ nó để đi theo thằng Tây. Bằng Tây nào vậy con? Trời ơi má, má hơi đâu mà nghe anh hai. Làm gì có chuyện đó. Anh rể của chị Lan á là người Pháp. Ờ. Chị Hằng á làm giúp việc nhà cho nhà người ta. Ừ. Thì người ta mời đi ăn, đi chơi chung với người ta
là chuyện bình thường, có chuyện gì đâu. Mà má biết không, còn anh hai á, anh ăn nằm với con làm chung công ty của ảnh. Hết ngày này qua tháng nọ, chính con với chị hai qua công ty bắt gặp được á, mà cái mặt của ảnh, ảnh tỉnh queo, coi như là không có chuyện gì vậy má. Còn chị hai á, mới có đi ăn đi uống, đi chơi với người ta có chút xíu à, ảnh xong tới, ảnh nắm đầu ảnh đánh chị hai tơi bời luôn vậy đó má. Cái gì? Nó đánh con Hằng hả? Dạ. Trời đất ơi, nhưng mà hồi nào vậy hả? Thì mới hồi sáng nè má. Trời ơi. Mà cũng may á, con chạy tới kịp, con cản ảnh. Ôi trời ơi. Chứ không thôi con không biết ảnh đánh chị hai tới khi nào ảnh mới buông ra. Trời ơi, cái thằng này nó hồ đồ quá vậy không biết nữa. Như vậy là sai một ly đi một dặm rồi. Ôi trời ơi. Tới rồi. Cô ngủ ngon nhé. Dạ cảm ơn anh nha. Nhưng mà bây giờ anh về bằng xe gì? Hay là anh cứ lấy xe này về đi, có gì sáng mai tôi đi xe ôm tới cũng được. Không không, tôi đi bộ. Buổi tối mát, tôi thích đi bộ. Ủa, cô, sao cô về trễ vậy? Chào ba Mười. Cậu đưa cô Hằng về đây á hả? Ừ. Vậy cậu vô nhà không? Không không, tôi phải về. Để bé Linh ở nhà một mình là không tốt. Ngủ ngon nhé. Ủa có ôm tôi nữa hả? Là sử quá à. Vô đi cô. Má. Ừ. Má ăn trái cây đi nè. Mấy giờ anh hai con về con? Điện cho nó thử coi. Trời đất ơi. Được rồi, má ăn trái cây đi. Ăn xong rồi con gọi. Mới có khoảng 8 giờ rưỡi chứ mấy má. Trái cây ngon má ha. Nè. Dạ. Ăn xong rồi điện cho nó liền cho má nha. Con biết rồi. Má ăn nữa đi. Ai vậy ta? Để con mở cho má. Ủa? Liên à. Chị hai. Ôi trời ơi. Chị hai về rồi hả? Ôi trời má. Ơi Hằng. Trời ơi. Má khỏe không má? Má khỏe. Chị hai, em với má mới ăn cơm xong. Chị đói bụng không? Em nhận cơm chị ăn nha. Vô đây con. Vô đi chị. Con ăn uống gì chưa? Dạ em. Dạ. Để đây đi con. Con ăn uống gì chưa? Dọn cơm con ăn nha. Nghe không con? Dạ thôi má. Dạ con ăn rồi. Bữa nay con qua thăm má thôi. Tối ngủ ở đây luôn nha con nha. Dạ thôi. Tại bên nhà anh Cường có mình dì Mười à, con phải về bên đó. Anh Tuấn chưa về hả má? Nó về liền giờ á con. Nãy nó mới điện thoại cho má, nói nó về liền đó. Trời má. Hả? Gì vậy má? Có gì má nói ra đi. Tự nhiên cái không mệt hả má? Cái con nhỏ này nói mà không hiểu ý gì hết trơn á. Ý má nói là con lấy điện thoại gọi cho anh hai con về liền á. Trời. Má, con thương má nhiều lắm. Ăn trái cây đi con. Nè Liên. Dạ? Em không cần kêu ảnh về gì chị đâu. Em cứ để ảnh tự nhiên đi. Bữa nay chị qua thăm má thôi mà. Ừ, chị hai, thôi chị đừng có giận anh hai nữa nha. Em biết là gần đây á,
tính khí của anh thay đổi hay nổi nóng, nhưng mà bản tính của anh hai ấy chị vẫn tốt như xưa đó chị hai. Tại chị không biết tại sao anh đánh chị thôi. Chị thật sự không biết thiệt á hả? Tự nhiên anh đánh chị, chửi chị mà không biết lý do gì hết. Thì có ai đó thấy được chị đi chơi với hai cha con của bé Linh, xong rồi chụp hình gửi qua máy của anh hai, rồi nói khích bác ảnh cái gì đó, cho nên anh hai mới vậy đó chị. Trời đất ơi, chỉ vậy mà anh không hỏi rõ lý do đầu đuôi gì hết mà nhào vô đánh chị đó hả? Bởi vậy cái ông này, má đau lòng đau dạ lắm. Má không ngờ lên trên này xảy ra nhiều chuyện như vậy. Má ân hận gì đã không cản được tụi con. Má, má đừng có tự trách mình nữa. Đâu phải ai lên Sài Gòn cũng hư hỏng hết đâu má. Cũng tại tụi con, tụi con lớn rồi, tụi con tự quyết định cách sống của mình, biết cái gì nên, cái gì không nên mà má. Má à, chị hai nói đúng á má. Anh hai á, đâu có còn nhỏ, đâu có còn con nít nữa đâu. 30 tuổi rồi, bản thân của anh hai á, anh phải tự biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm chứ má. Biết là vậy rồi, nhưng mà con dạy cái mang, má cũng đau lòng lắm chứ. Mày lấy điện thoại gọi nó về gấp để cho má nói chuyện với nó. Mau lên. Rồi con biết rồi. Sao con? Nó có nghe máy không con? Không. Má, không có liên lạc được đó má. Dì Mười ơi, dì mở cửa giùm con với. Cô này á, ngộ ghê vậy. Nói qua thăm má chồng chút xíu rồi về. Vậy mà giờ này cô mới về, làm tôi mất ngủ cả đêm luôn vậy. Dạ con xin lỗi, tại con tính về rồi mà má chồng con cứ cản lại nên con về trễ. Ủa vậy vợ chồng cô làm lành chưa? Dạ thôi, con xin phép vô thay đồ đi làm, đặng trễ giờ nha dì. Cô nãy ngộ ha. Mình xót ruột, lo cho cổ. Mà cổ làm, ủa đâu phải mình nhiều chuyện đâu. Hỏi cái gì cũng không nói hết trơn. Chẳng qua mình lo cho cổ thôi mà. Thôi, hơi sức nào lo chuyện thiên hạ, nhiều chuyện. Anh, dậy đi. 8 giờ sáng rồi. Bữa nay mọi người đi Vũng Tàu về đó. Lấy giùm anh cái điện thoại đi. Alo, Liên hả? Gọi có gì không? Đêm qua anh ở đâu vậy? Sao không về nhà ngủ? Má muốn gặp anh đó. Má gặp anh chi? Anh về nhà liền đi.
Thôi, anh có công việc rồi, không có về được đâu. Vậy nha. Anh hai. Thiệt tình mới sáng sớm bị con nhỏ này nó ám. Thôi, mình đi làm đi anh. Chị tới hả? Dạ. Không, để tôi giúp chị nhé. Dạ. Chị vô đi. Tôi xin lỗi anh, hôm nay tôi lại tới trễ nữa. Chị, không trễ đâu. Vô ngồi đi. Thôi, tôi xin phép anh, tôi phải vô làm việc nhà. Bữa nay việc nhà nhiều lắm. Không, chị ngồi xuống đi. Bé Huệ đang lau nhà. Tôi hướng dẫn cho bé Huệ làm rồi. Ngồi đi. Ở Việt Nam mấy năm rồi? No. Tôi đã học được cách uống trà của người phương Đông rất tốt. Mời chị. Cảm ơn anh. Tôi có việc quan trọng muốn nói chuyện với chị bây giờ. Dạ, anh muốn nói chuyện gì vậy? Chị uống trà trước rồi tôi nói. Tôi cảm ơn chị rất nhiều. Anh cảm ơn tôi về chuyện gì? Tại vì chị chăm sóc bé Linh rất tốt, rất chu đáo. Bé Linh dễ thương lắm. Tôi nghĩ rồi ai cũng sẽ yêu thương bé Linh như tôi thôi. Nhân tháng sau tôi rời Việt Nam rồi. Hả? Anh nói vậy là sao? Tôi với Berlin sẽ trở về Pháp sống, không ở đây nữa. Vậy là anh về đó luôn hay sao? Phải. À, có cô Thúy về luôn không anh? Không. Cô Thúy bỏ tôi rồi, để đi với Henri. Thật sự cô ấy chỉ muốn sống ở Pháp thôi. Em. Hay là hôm nay mình kêu phở lên đây ăn đi, khỏi ra ngoài ăn. Anh muốn ăn phở gì? Cho anh một tô đặc biệt, đừng lấy giá trụng nha. Ừ. Bác. Con chào bác. Chào cô. Hay quá. Hôm nay tôi gặp cô ở đây để tôi nói chuyện với cô luôn. Ngồi xuống đây đi. Má, má tới đây làm chi vậy? Gì vậy? Là mày nữa hả? Mày kéo chị hai tới đây quậy tan nát gia đình. Chưa đã nư của mày nữa hả? Bây giờ lôi má tới đây nữa. Anh hai, em cho anh hai nói lại á. Ngộ ha. Tội lỗi gì mình gây ra, đổ thừa cho em hết là sao vậy? Im miệng mày lại coi. Không á. Hai đứa vô đây ngồi xuống. Sẵn cô Hà đây, nói chuyện một lần cho ra ngô ra khoai luôn. Vô đi em. Má,
Sẵn có má ở đây con giới thiệu luôn. Đây là vợ mới của con. Trời đất ơi. Cái gì? Em đứng lên khoanh tay chào má đi. À, dạ con chào má. Trời đất ơi. Ủa mày định bỏ con vợ thiệt lấy con vợ giả này đấy hả? Vợ giả gì má, vợ thiệt đó. Sao má thấy cổ có đẹp không? Thì đẹp. Cổ phụ con kiếm tiền giỏi lắm đó má. Tiền. Mở miệng ra lúc nào cũng tiền hết á. Tôi thấy cô cũng đẹp đó. Bây giờ tôi hỏi cô nè, cô thương nó thật lòng không? Dạ. Má, tất nhiên là tụi con thương yêu thật lòng rồi. Tụi con ăn ở với nhau rồi mà. Má, má cho con cưới cổ nha. Coi như hợp pháp quá đi. Nhìn mặt má nè, má có ngu không? Má, có nghĩ là má cưới cô này làm dâu của má hay là sao? Hả? Má, kỳ này con quyết định rồi. Con sẽ lấy Hà bỏ Hằng. Mày mà bỏ con Hằng mày cưới nó thì mày từ tao đi. Má, bỏ bùa mê thuốc lú này sao mà nó lại mê muội đến như vậy? Má bình tĩnh đi má. Má, dạ con xin phép. Alo, anh Cường hả? Em chạy vô bệnh viện ngay đi. Hả? Có chuyện gì? Ai ở trong bệnh viện? Chị Hương của em. Hả? Chị Hương em? Chị Hương bị sao anh? Hả? Anh cũng chưa biết nữa. Em cứ chạy vô bệnh viện liền nha. Em, có chuyện gì vậy? Xin chào. Cô tìm ai? Dạ, anh cho em gặp chị Hằng chút xíu ạ. Vậy cô là ai? Bà là ai? Dạ, em là Liên, là em chồng của chị Hằng. Còn đây là má em, là má chồng của chị Hằng. Tôi là má chồng của con Hằng. Thật sự là cô Hằng không ở nhà. Cô đi công chuyện rồi. Dạ, nó đi công chuyện chừng nào nó về vậy chú? Chiều tối mới về. Bà có cần nhắn gì không? Dạ, nhờ chú nói lại với Hằng là nếu như tối nó về á thì nó về nhà đi ha. Chồng nó chia tay với nhỏ kia rồi. Không, chồng của cô Hằng đã ký giấy ly hôn rồi. Cô Hằng cũng ký rồi. Họ chia tay rồi. Má. Xin chào cô. Má bình tĩnh đi má. Má để con coi thử có chính xác như vậy không má. Chứ con nghĩ là chắc không phải vậy đâu nha má. Thôi đi, má qua bên kia ngồi đi má. Đi má. Đây nè, má ngồi xuống đây đi má. Má ngồi xuống đi. Chị ơi, cho em mượn chai dầu gió đi chị. Má bình tĩnh đi má. Không sao đâu mà. Dạ. Cô có sao không chị? Dạ, má em bị mệt á. Chị làm ơn làm cho em ly chanh nóng nha chị. Ừ. Má ơi, má có sao không má? Lấy điện thoại gọi cho thằng Tuấn liền. Hỏi thật hư ra sao giùm cho má. Gọi gấp. Rồi con biết rồi. Má bình tĩnh đi để con gọi. Sao con? Cái ông này tính nào vẫn tật đó. Gọi không bao giờ bắt máy hết. Má, thôi để con gọi cho chị Lan con hỏi thử nha má. Con gọi hỏi đi con. Dạ. Alo, chị Lan hả chị Lan? Em Liên, em gái của anh Tuấn nè chị Lan. Dạ không chị. Tại vì hôm nay má em bị bệnh á,
em chăm sóc má em chút xíu rồi em ra. Nhưng mà em có nhờ chị Anna coi giùm em buổi sáng rồi chị. Chị Lan nè, chị có biết chuyện của chị Hằng em với lại anh Tuấn ra sao rồi không chị? Dạ, vậy hả chị? Dạ, em cảm ơn chị. Sao rồi con? Cô nói sao? Nói cho má biết đi. Má... Vậy mà nó nói xạo má. Nó không còn là con trai của má nữa rồi. Coi như nó chết đi. Má bình tĩnh đi má. Mẹ chị. Dạ, cảm ơn anh. Chị cẩn thận nhé. Dạ. Xe mạnh lắm. Chạy nhanh lắm. Tôi sợ chị bị té. Ok chưa? Ai vậy con? Má. Không, không có ai hết đó má. Thôi, mình đi về để con gọi xe nha má. Có phải con Hằng không con? Hả? Má, con nói má nghe nè. Người giống người thôi, không phải đâu. Để con chở má qua nhà bác Bảy chơi nha má. Lâu rồi mình không qua bển chơi đó má.